Đây, hôm nay em có thời gian bấm dây cho các bác đấy ạ. Trong thời gian qua thì cái dòng dây cho các bác nghe âm thanh đấy thì em bán cho các bác cũng rất là nhiều rồi, nhưng nhiều bác yêu cầu là bấm đầu bắp chuối, bấm đầu thì hôm nay em bấm hết đầu đấy cho các bác nhé. Những chiếc dây này, những chiếc dây bãi này thì báo cáo các bác là đối với chất dây ấy, thì dòng dây này nó có cả dây lõi đồng và lõi bạc, nên là cái giải của nó rất là tốt luôn, giải tốt. Và đây là một trong những dòng dây giá bình dân nhất em bán được chạy nhất trong thời gian qua. Báo cáo các bác là bình thường hàng ngày các bác mua đấy thì hàng ngày em bán cho bác là hơn 100.000, hơn 100.000 một mét vuông, à một mét quyền mét vuông một mét. Cái dây này em bấm cho các bác đó là 2 mét, được chưa, 2 mét nhé. Trung bình là nếu mà lấy nhiều như hàng ngày ấy, có đợt đầu thì là 100, đợt sau là 80.000 hay 70.000. Tóm đi tóm lại là bây giờ là bọn em làm cho các bác một bộ này dài 2 mét. Nếu mà hai mỗi một bộ là phải có 2 dây 2 sợi đúng không? Đây, 2 bộ 2 sợi như này nó thành 4 mét rồi. 4 mét lại còn bấm hết đầu bắp chuối cho các bác nhé. Đầu bắp chuối cắm sẵn cho các bác hết rồi. Đầu bắp chuối dây bao cho bác dây chất luôn ạ, chứ không phải dây vớ vẩn đâu bác nhé, bác nhìn này. Dây chất hết luôn đấy, không phải dây vớ vẩn. Chưa? 4 mét. Con này đã có 4 đầu bắp chuối hết rồi. 1 2 3 4 5 6 7 tổng là 8 đầu bắp chuối. Để cho các bác 390.000 một bộ dây loa này. Để dây loa nhé. Các bác đừng có tiếc, các bác đừng có tham rẻ tiền mà bác mua những cái dây loa có mấy chục nghìn, 5 70 nghìn, 20 nghìn một mét nhé. Mua hẳn con này về mà dùng. 390.000 bớt ăn đi bác ạ. Bớt một kiện bia đi mà dùng. Cho nó chất lượng nó tốt. 390.000 một bộ dây này. Đấy là 390.000, nói thế thua cho nó nhanh. 390.000. Ok chưa ạ? 390.000. Đấy, 390.000 một bộ dây này. Dài 2 mét. Một bộ này có chiều dài một bên là 2 mét, hai bên là 4 mét nhé. Đấy. Chưa? 390.000. Hôm trước em có làm một cái clip có con scope ấy, cái con cốt 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 loa. Có một hai bác có hỏi con cốt, nhưng mà hôm đó em báo hết, nhưng mà đúng ra là hôm qua em tìm thấy con cốt nữa đâu, em để đâu nhỉ, vẫn còn một con cốt nữa các bác nhé. Con cốt là con đấy là làm chỉnh cho vế loa đấy, con cốt con cốt để đâu rồi, em còn một con cốt nữa đấy bác nhé, con cốt cắt 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 tiếng ấy, cắt lời. Còn một con cốt nó vừa tìm thấy xong rồi lại quên mất. Đợi chút để em bật điện lên. Con cốt mấy đây nhá bác nhá, mấy lại Prodio này vừa về tiếp được 1, 2, 3, 4 Prodio nữa nhá. Hôm cách đây em khoảng độ 1 tuần em có báo Prodio cho các bác đấy. Prodio lúc đấy là 3 triệu 2 một đôi đấy. Thì bây giờ vẫn cứ 3 triệu 2 một đôi cho bác. Lại về được 1, 2, 3, 4 đôi nữa cho bác nhé. 4 đôi nữa cho bác Prodio. Loa hàng Made in Japan, hàng xịn luôn cho bác luôn. Prodio dòng này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke cực kỳ hay. Mức giá 3 triệu 2 một bộ. Hôm trước em đăng xong các bác hỏi hết mất. Đây con cốt đây rồi. 3 triệu 2 một bộ bác nhé. 3 triệu 2 một đôi Proyo. Dòng này hát karaoke thì khỏi phải nghĩ, khỏi phải chê. Chất âm thì bao phê, bao hay luôn. Đây, Pro đâu. Hàng xịn luôn nhé. Proyo KSP310 trở kháng 8 ohm công suất 250W một loa. Made in Japan. Hàng này củ loa đều Japan hết, Maran nhé. Giống hết BMB luôn. Củ loa con này với củ loa BMB giống hết nhau. Đấy, được chưa? À đây, con cốt đây. Con sửa cốt đây nhá. Con cốt đây nhá, còn một con cốt nhá. Đây con cốt này hôm trước em có giới thiệu trên kênh ấy. Nhưng bán mất rồi, nhưng hôm có một bác nào hỏi thì em này không tìm ra lại thấy một con nữa. Và đây nữa. Con súp điện. Con súp này là con súp Yamaha S500. Đúng chưa? Đây, con súp Yamaha SW500, con này bao hay bao phê cho bác. Không hay không phê không lấy tiền. Riêng con này mức giá con này những ngày trước em bán là em nhớ là 7 triệu 969, để cho các bác 6 triệu 2 nha, 6 triệu 2 lộc mãi, được chưa? Yamaha, con Yamaha này không không hay không lấy tiền, 6 triệu 2 Yamaha, được chưa? À đây nữa, ui rồi vừa khui được ra cái bàn máy đánh chữ này, hôm trước có bác nào gọi mãi để sưu tầm này, quên mất đây, cuốn giấy vào đây. Cái này là cái lô cuốn cuốn tờ giấy. Lô này cuốn cuốn giấy vào đây thì sao nó gõ chữ vào đây. Nó gõ chữ vào đây thì nó hằn những chữ ngày xưa máy đánh chữ đấy. Còn đây tất cả là bàn số chữ. Và các bác đây,
Nhà em hôm nay các bác biết tại sao đâu, nhà em đang ốp gỗ nên là cái bụi này bụi cưa, bụi cắm cưa nhá. Đấy, nó sạch tưng. Con này hôm trước đây, giá vẫn còn trên này bác nhìn đi. 2 triệu 9 này, bác nhìn chưa? Con máy đánh chữ này. Nào nhìn chưa? Đấy, vẫn đánh tốt nhá. Bác nhìn nhá. Đây này, tất cả cái bi này của nó đều chạy tốt nhé. Đây này. Em xô này. Xô chữ này. Con đánh tốt hết nhé. Nó di chuyển nhá. Cần số này. Ok nhé, mỏ. Con này thì bây giờ 2 triệu 9 để cho các bác nhé. Giảm cho các bác luôn 2 triệu 9 để cho bác nào lấy về mà sưu tầm để trưng bày. 1 triệu 6 cho nó nhanh, khoảng phải 2 triệu 9 làm gì, 1 triệu 6. Để em chữa giá luôn phải cho nó dễ nhớ nhé. 1 triệu 6. 1 triệu 6. Dọn nốt có cái đấy. Lúc các bác gọi hỏi thì chả thấy có, gửi nhét vào dưới gầm đấy. Bây giờ thì dọn nhà bắt đầu lòi hết ra. Được chưa? Nội tệp phoài à, 1 triệu 6 con nhé. 1 triệu 6 con đấy. Được chưa ạ? Rồi xem còn cái gì nữa cho đi tiếp. Thôi có cái gì nữa thì tìm kiếm sau. Em báo sau. À đây. Còn mẹ con là súp. Con này súp ô tô. Củ súp dã man luôn đây. Củ súp ô tô đây. Con này còn súp Đức, cái củ súp của Đức nhá, súp ô tô luôn đấy. Súp bát 20 đây. Hôm nào em giới thiệu cho bác sau. Củ đấy. Đấy. Còn con bàn mixer này thì đã giới thiệu rồi, được chưa? Con bàn mixer này đang là 5 triệu 9 để cho các bác 4 triệu 6. Con này thì riêng con này nhé, model là 122A. Con này đánh được đôi loa bát 30 thoải mái. Tất cả các đường mic, đường line cắm dọc hết đây này. Được chưa? Dọc hết đây. Đặc biệt đây con này có đây, chỉnh AUX này, line tai phone này, center này, reflex này, delay này. Được chưa? Có hết các chế độ chơi cho các bác luôn. Delay được chưa? Có hết. Đây, tổng đây. Effect đây, được chưa? Effect. À, và đặc biệt là đây có cổng AUX 1-2 này, ngoài ra có đường đèn của súp 1, súp 2 nữa, loa trái loa phải, chung là nhiều chế độ chơi lắm. 5 triệu 9, 5 triệu 9 là để trên kênh để cho bác 4 triệu 6 nữa, giải tán nốt cho nó hết được chưa ạ?